Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQuiz Thái. Và hôm nay mình cùng ốc sẽ chơi game cùng nhau và làm một cái thử thách của các bạn. Đó là bây giờ tụi mình phải phối hợp rất là ăn ý với nhau ốc ạ. Ôi trời ơi. Và anh cũng kiếm một tựa game, đó là anh sẽ chơi game của ốc nhưng mà hai đứa sẽ buộc dây vào nhau, hiểu không? Nhảy parkour. Đấy, buộc dây vào nhau xem là ai mà nhảy gà là sẽ kéo người kia rơi xuống. Nên là em phải cố gắng lên nhá. Không là em, anh thấy em rất là gà ốc ạ. Mà... để vào video xem ốc có gà không nhé. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để mình xem quảng cáo. Còn bây giờ vào game luôn, ốc xem kia đấy. Ok. Hot boy đầu cắt moi, chiến binh siêu lợi hại, không hề ăn hại. B Quý Thành đã quay trở lại. Còn bên cạnh là đứa ăn hại nhá. Buộc dây. Chơi game toàn là phế thôi. Chả không bao giờ phế. Nào buộc dây đi. Đó, ok. Không bao giờ phế luôn. Và các bạn thấy gì không? Tụi mình đã buộc dây hai người với nhau. Bây giờ là ốc thử đi xa xa xem là tụi mình đi được cách xa nhau bao lâu, bao xa. Cách xa nhau bao lâu? Ôi trời ơi. Thì ấy giật hết cả mình ấy. Dây này có thể kéo giãn như kiểu dây cao su luôn các bạn ạ. Thôi đi. Ok. Em sợ lắm rồi. Bây giờ là thử thách của tụi mình là leo núi nha các bạn. Ôi các anh bạn ơi. Sao trên cái cột này lại có bạn nào nằm ngất đây? Đấy, cái tội là chơi gà đi ngã rơi vào cột. Ôi. ngất trên cái cột đấy. Và thử thách tụi mình là leo núi nha các bạn nhìn không? Rất là cao ở trên trời kìa. Đây, từ mình cho các bạn nhìn đó, thấy không? Leo càng cao thì mình sẽ càng chiến thắng. Đấy. Ờ, được. Và khó nhất là bây giờ mình ấy phải buộc dây cùng ốc ăn hại. Không bao giờ ăn hại, rất là lợi hại, nhìn đây. Nào, bây giờ leo nhá, được 4 mét luôn rồi. Được 7 mét rồi. Ồ, dễ thế, game dễ mà, có gì khó đâu nhỉ? Bạn bị kinh rồi. Hello, chú. Cảnh sát. À, thợ mỏ trên núi này có thợ mỏ. Lên trên này bên này. Tên. À, người anh rơi rồi à. Cái gì? Rồi rồi, đi báo luôn ạ. Ốc đâu rồi? Ốc ở trên sao? Ố, anh để một phát lên luôn. Đây. Chính ra có cái dây này cũng lại ạ. Ốc cẩn thận, đây có cái lỗ nha, anh vừa rơi đó. Ok. Trèo lên vai anh, chạy qua đây. Em nhảy đi, em cứ kéo anh đi, anh đi. Đây. Nào, nhảy lên. Nhảy lại còn nhảy. Đã nhảy qua rồi còn nhảy lại. Ôi. Ôi, các bạn ơi, anh lắc tùng phèo này. Bật lại đây đi. Đó. Trầm cảm quá, thần kinh rung rinh sắp phải đinh rồi các bạn ơi. Kéo, đừng kéo em. Nó tự quăng đi, anh biết gì đâu. Được rồi, mình sẽ tự chạy các bạn ạ. Mình sẽ tự đi. Đừng bỏ anh, đừng cho. Rồi xong rồi. Rồi xong, B Quý Thành báo thật. Ôi ơi, ốc quạt quạt. Ôi trời ơi, lại leo từ đầu à. Ôi trời ơi. Đồ ăn hại. Thế mà cứ tưởng dễ các bạn ạ, lừa. Dễ với những người chơi game giỏi như ốc, còn khó với những người chơi game cực ngu như B Quý Thành. Đấy là lỗi kỹ thuật thôi. Ôi trời ơi, lúc nào chơi ngu cũng bảo là lỗi kỹ thuật. Rồi nhá, giờ xem ai là người dụng súng nhá. Này, nhìn kỹ năng người ta. Ồ, kìa, anh đá em xuống. Không phải anh đá, đấy, các bạn thấy ai gà chưa. Đấy, đang treo lơ lửng kia là một đứa con gà nhá, ok. Bê Quý Thành đá mình xuống các bạn ạ. Các bạn hãy xem lại cảnh đấy đi. Không, cảnh đấy là, đấy. Đấy, trời ơi. Đây, đu lên đây đi ốc. Ốc lại giống anh cũng đấy rồi. Chưa rồi, mắc vào khe đá rồi. Mắc vào khe đá rồi à, đây đây, kéo qua đây. Kéo gì. Đây, từ từ, thế anh nhảy lên đây này. Đấy này. Đấy. Ôi. Anh đang gánh ốc các bạn thấy không? Đang buộc dây vào ốc. Ui, căng thẳng quá các bạn ạ. Bây giờ là gánh quả tạ ốc rồi. Đấy. Ôi rồi, còn mắc không đi được cơ các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi, chết cứng ở đây rồi. Ôi giời ơi ốc ơi, gánh quả tạ luôn. Rơi đi anh, phải rơi đi. Đu đi mắc ốc. Cứng đây rồi, đu gì nữa, mắc cứng rồi. Anh không nhìn được cái chỗ của em mắc đâu. Rất là khó luôn ấy. Rất là khó à. Lại xuống làm gì, anh lên đây rồi mà. Ờ không phải nha, em không làm gì, nó tự đi nha các bạn nhìn thấy không? Nó tự đi gà quá. Nó không làm gì, nó vẫn đang đi đây. Con đấy sừng kia nó bị điên rồi. Ao ra vào lại đi. Chết thật chứ. Rồi các bạn ơi, tụi mình neo 5 phút rồi mà vẫn là không biết. Quá là suy sụp luôn. Đây, nhầm, đi nhầm đường. Đi đâu đấy? Kéo anh vướng. Đây. Vướng thì tự nhiên đi vòng qua đấy làm gì không biết nữa. Bạn này ngất trên nền đất luôn rồi đây này. Cho bên này ngất luôn, tìm combo khác ấy. Không sao. Thế là hai đứa mình ăn hại bằng nhau à? Ăn hại bằng nhau ấy, anh quá ăn hại luôn. Rồi nha, đừng có để chết nữa nha. Ai chết là phải gánh người khác.
rồi xong. Ờ kìa, anh cứ đẩy em ấy nhỉ. Anh đứng ở trên cầu trước rồi đó, không anh đẩy. Ảo thế đấy các bạn ạ, rõ ràng anh đứng trên cầu rồi ốc cứ nhảy bên. Anh đẩy lại vì anh kéo em. Rồi sao? Đứa nào đi cùng đây. Kệ cho nó đi đi các bạn ơi. Nó đạp bên đầu em, bê bên này rồi. Anh đạp bên đầu nó. Đạp lại đi ốc, đạp lại. Đủ 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 đống đống. Đúng đấy. Thôi kệ nó đi các bạn, mình chơi trong hòa bình. Hòa bình ạ? Rơi chưa, nghiệp quật rơi chưa? Đi đi. Từ đi từ, đi. Đợi đợi nó quăng ai rồi. Hai đứa nó, ôi ô, cái đợi nó quăng người mình. Ô, ôi đâu rồi? Hai đứa bay mất rồi. Ôi hai đứa nó bay đi lên trên này luôn mà ốc. Cái gì đấy, anh ơi em xuống bay xuống dây rồi. Đâu, đu lên. Đấy. Đu lên. Lên nó khó lắm. Ui đập em sắp rụn hết cả xương ra rồi. Trời ơi. Lại phải không biết rồi. Trời ơi phải không biết. Trời ơi cặp đôi hoàn cảnh à. Làm lại đi. Lần này đi cẩn thận vào nào. Đi rất cẩn thận mà. Lần này ai thua là con lợn. Ok chưa? Phải kêu ù địt được chưa? Lên đây lên đây. Nhá, ai chơi lại phải kêu ù địt nhá, ok chưa? Đau hết tay rồi đây này. Ok không? Ok cái gì okay không ok. Ok nha, ai rơi sẽ phải kêu ù địt nha các bạn. Ốc rơi, ốc rơi. Ốc là con lợn, ốc là con lợn. Ui tí rồi các bạn. Lên. Ui, bạn kia bạn đạp anh. Rồi, đây này. Kìa, cứ đứng đấy người ta không đẩy lên. Ù địt, ù địt, đem ốc đi thịt. Ốc sẽ là con heo, anh bên này sẽ là người chơi rất giỏi. Ôi chỗ này khó nha, đúng là leo núi có khác các bạn ạ. Rơi, ốc rơi. Mẹ mày rơi trước, kêu đi, kêu đi. Lê, u đi, u đi. Kệ đi, đấy là tay trước, ốc kêu. Đúng à, báo thật. Rồi, xem là ai phải kêu được chưa. Cái đi nhờ, các bạn này bình luận dưới em mình thấy là con lợn, cay thật đấy. Rồi không sao các bạn, mình lại leo lại. Cặp đôi hoàn quá mệt mỏi luôn rồi. Không. Quá mệt. Nãy giờ là đi được. Đừng đủ nhanh. Không ai đủ nhanh hết. Em chơi cực ngu luôn á. Rồi xem nha. Rồi cho em rồi. Nhảy trước. Lần này ốc sẽ phải kêu ụt ịt. Bạn tin anh đi. Kêu ụt ịt. Nào. Nào. Rơi. Nhảy đi, cứ đến đây kéo người ta thành đồ quả tạ hay sao mà kéo. Đây đây, anh kéo được, đấy đi đi. Kìa. Em sợ bên đầu anh, em còn đi kêu cái gì. Anh nhảy em lộ tung phèo bây giờ. Nào đây. Đấy. Nào. Nào nhảy trước đi, nào. 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 Nào nhảy đi. À, à. Kêu đi. Kêu đi. Kêu đi. Đi đi. Đừng ăn hại nữa, nên là mình phải đi qua được chỗ đấy. Ok chưa? Ok. Ok nha. Ok nhưng mà cũng không biết có chắc được không. Các bạn ơi, chưa ai mà leo thấp được như tụi mình đã bị rơi luôn á. Ơi giời. Thôi được rồi, okay, anh sẽ gánh em nhưng mà. Không, em lên rồi. Thì anh là người gánh em lên chứ không em lên bằng niềm tin à. Em là kỹ năng ấy. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Niềm tin cái gì? Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ốc đến bến bờ thua. Chiến thắng lại còn thua, ngáo thật. Bây quy thành hát rất vớ vẩn luôn á. Nào xem, đừng để rơi nữa. Ai rơi là đứa dở hơi. Ok chưa? Ốc okay. Dở hơi. Ốc dở hơi. Ốc hốt. Ốc hốt. Hốt tất nhiên là hốt rồi. Chẳng qua là không muốn phí công đi thôi. Rồi, sắp lên được một địa điểm mới rồi. Ba, trời ơi, chỗ này nó có lũ hả? Ờ kìa, trời ơi. Em lên rồi, em lên núi rồi, bên thành em cao quá 39m luôn ạ. Đâu? Em lên cao cực kỳ rồi. Em phải chia tay bên thành để bắt cặp với một đứa khác thôi chứ như này em quá cao rồi. Ôi, anh lên luôn. Anh lên luôn à? Anh lên 35m rồi. Trời. Ảo tôi đây các bạn ạ. Rồi. Đi một vòng câu yên sao tôi bị lên trên này luôn. Không phải nhảy à. Không phải nhảy bên dưới luôn. Một phát lên trên này luôn. Ôi game ảo thật. Nào. Ê nhảy cậu gì đấy. Đấy nhảy bên đấy qua.
Hai bạn này lúc đấy cũng nhảy cùng mình, cũng hy sinh cùng mình. Em đứng ở bên kia đi. À, cái này là cho bắn ra bên kia đúng không? Đứng qua đầu bên kia đi. Anh sẽ là người nhảy. Ok. Rồi. Nào, chuẩn bị các bạn ơi. Bay qua đây đi. Tuyệt vời, 40 mét rồi. Lên được 40 mét rồi các bạn ạ. Nhanh thật sự. Đấy, không lên thì thôi, mà khi đã lên gọi là siêu đặng, siêu đỉnh của chóp luôn. Em nhảy cái gì đấy, xem có đủ nanh thế. Em không đủ nanh, đây là kỹ năng. Nào, kỹ năng cao. Kỹ năng cao. Ui ôi, bê bê đánh ơi, nhìn nè, những cái bậc này quá khó luôn. Cẩn thận rơi xuống kia là không mét từ đầu ấy. Nhảy đi, nhảy đi. Ui, chân anh còn. Ôi. Không sao. Vẫn còn. Còn gì đâu à. Đây rồi. Ôi, nào ấy. Ui. Cái gì đây? Đừng kéo anh xuống, anh càng quá. Em muốn hạ cánh ở chỗ 47 mét đây này. Đấy, rồi. Đây, để anh nhảy qua bên ốc ạ. Ừ. Em nhảy được không? Ôi giời ơi, không được. Tại ông mộng năng nặng mông quá các bạn ạ. Anh không thể nào mà cánh được, kéo được ông lên. Được rồi, nhảy nha. Ô. Lại cột bé à. Nhảy qua đi ốc. Ok. Anh qua rồi. Ủa, chỗ này leo kiểu gì? Ôi giời ơi, em lại hẹo rồi. Cái gì kìa, ốc kìa. Không, vẫn còn. Đu lên. Chỗ này nhảy khó này. Em thử đu xa xa ra bắn một phát lên trên nữa. Ồ, lên được à? Lên rồi. Ủa, chỗ này khó. Ôi, nhảy đi cộc đầu sao mà nhảy được. Ui ôi, chết. Ok, bay lên. Từ. Nhìn thôi khổ quá. Em ơi, đứng xuống như anh như đứa đang treo cổ. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Là nhảy xuống hả? Xuống cái bậc dưới ấy. Ok, rồi, để anh đu một phát lên trên luôn. Đu cao à? Đu một phát lên mấy chục mét cho em. Ôi trời ơi, cái gì đây? Kêu đi. Kêu. Em làm gì đấy, sao em không bám vào tường? Em làm gì, em chả làm gì hết. Em bỏ tay ra, đâm ra là mình đi kéo xuống đây chứ em đu. Anh kêu đi. Em quá gà luôn, em phải đứng bám vào đấy để anh lấy đà anh đu lên trên bậc cao nhất. Rồi bây giờ phải leo lên lại chỗ đấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, cực cay, bây giờ mình chơi ngu thật. 2000 years later. Ông ơi, đừng để rơi đi nha ông nha. Chỗ này có khe đúng không? Có khe, không nhìn nè, đấy nhảy qua. Rồi ok, có khe nha. Ôi, không sao, anh lên luôn. Anh, lên. Anh còn kéo ông lên 40 mét. Sao rồi hai đứa mình bay xuống không? Ôi trời ơi. Tại em nặng quá, em kéo anh ra, hai đứa lên, lộn tụi mẹo, lên. Chúng mình lên. Lên cái gì? Chúng mình không lên được à? Lông lên được 0 mét rồi. Các bạn ơi, tụi mình lại thất bại rồi. Rõ ốc quá gà nên bây giờ anh sẽ tìm một bạn khác các bạn ạ. Chơi cú ốc nãy giờ không vượt qua được mấy cái thử thách ở gần chỗ này các bạn ơi. Quá cùi. Được rồi. Anh cứ chê em đi rồi. Không ai khác tốt hơn tôi đâu. Xem nha, bạn áo đỏ này sẽ áo đỏ kết hợp áo xanh thì chứng tỏ là cặp đôi rất là tuyệt vời. Chứng tỏ cặp đôi rất là tài lanh. Tài lanh đúng rồi. Trình độ cao nó phải khác đấy. Người ta nhảy mượt mà đấy. Ốc nhảy đây là chết, nhảy đây là chết. Làm anh với ốc đi mãi không qua các bạn ạ. Rồi mấy người cũng sẽ chết thôi. Không bao giờ chết luôn. Hai người chơi hay thì làm sao mà chết rất được. Rất là tức nhé. Bạn này mà rơi nữa thôi. Ốc nhập à. Sao anh chơi với ai cũng phải gánh tên này các bạn ơi. Cái kết của kẻ phụ bạc. Cái kết của kẻ phụ bạc thì chia tay ốc và kết nối với Sở Tích Men rồi. Sở Tích Men ơi. Có làm được không? Bây giờ thì ai cứ rơi nhiều lần hơn anh. Sở Tích Men. Chia tay ốc và cái kết à. Nào, anh hủy kết bạn với Sở Tích Men đây. Anh đi kiếm bạn nữ làm chơi. Đây coi, có người kết nối với em rồi. Bye bye nha. Ok.
Rồi ok bạn ơi, bọn mình đi chơi đi, kể bê quy thành. Nào, sở thích bên quá gà, bây giờ là anh sẽ đi lên đây cùng bạn này. Rồi, lên đi ốc. Ốc theo chúng anh điểm trai. Chúng ta không thuộc với nhau. Ốc theo anh có cánh rồi. Rồi Diêm, anh có cánh không gánh được ốc đâu. Chúng tôi bảo rằng rồi sao? Ôi bạn nghe ra. Ok ok bạn ơi, đi đi. Rồi ơi, đồng đội tạ ở Bê Quy Thành kia. Nhìn cặp đôi người ta đi đây này. Đúng tạ luôn các bạn. Rồi sao anh phải vớt bạn ấy lên đây thôi. Ôi dồi ôi. Anh đi cùng ai người đấy. Ơ kìa bạn kia. Ôi bạn kia đạp em xuống rồi. Bạn có cánh đạp mình xuống. Rồi sao hai đứa ăn hại được mày với nhau này các bạn. Ôi giời ơi. Ai giời ơi, thả diều à. Chết rồi, em không chia tay được anh ạ. Được được được. Em mày bị mắc kẹt. Em quá gà, đã bảo rồi không ai chơi được với ốc đâu. Anh Vũ Thành còn không chơi được thì không ai chơi được các bạn. Đây, đây. Chết rồi anh ơi, nó còn không buông tha em. À đây đây không, bạn ấy đang cố cứu ăn cứu em. Không, em đã kéo bạn ấy xuống. Anh biết chưa? Đi đi nhảy đi bạn. Rồi sao? Rồi. Ơ, sao tí anh bị gã lộn cổ xuống nhở? Rồi các bạn ơi, cặp đôi hoàn cảnh lại trở về với nhau, đang úp mặt vào tường để tìm lối đi chỗ này. Ôi, đi rồi. Nhảy, ok. Ôi, ôi, sợ quá các bạn. Thôi để anh úp mặt vào tường, em làm gì làm hiếm. Sao làm gì làm đi. Đây. Rồi, ok, cẩn thận nha. Rồi đấy nha. Hả? Ok. Ok, cẩn thận nữa nha, rơi nha, qua chỗ này là qua này. Rồi. Đồ ăn hại. Không sao anh lên được, anh lên được, anh kéo lên. Kéo ơi trời. Dài ơi. Dài ơi. Bỏ đi. Trời ơi, tắt video đi. Tắt video đi. Chia tay đi. Ok các bạn. Chia tay. Thất bại rồi. Chia tay không chơi với Bê Thành nữa. Rồi các bạn ơi, có lẽ là tụi mình không thể lên đấy lần một lần nào nữa rồi. Mình nghĩ là ốc quá gà. Mình nghĩ là Bê Quy Thành quá gà rồi. Tại vì ốc cho mình leo lên leo xuống chỗ đấy nhiều quá. Bây giờ mình lú như con cú rồi. Và các bạn leo được bao nhiêu mét, các bạn bình luận ở dưới nhé. Đấy, hoặc mà là... mình leo được 40 mét. Quá. Trong khi mình nghe nói là tổng là cao 400 mét. Thất bại rồi. Các bạn ơi, tụi mình thất bại rồi. Và các bạn nếu thích video thì quên bấm like video và đăng ký kênh. Đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới nhé. Còn bây giờ đúng bye rồi. Bye bye bye.